Dejan Lovren, 20 triệu bảng. Cầu thủ chuyển tới Liverpool từ Southampton này, sau quãng thời gian đầu chệch choạc và mắc những sai lầm sơ đẳng thì hiện tại, Dejan Lovren đã chứng tỏ được khả năng của mình và hứa hẹn sẽ chơi tốt hơn nữa ở vị trí trung vệ của The Kop trong mùa giải tới. Fernando Torres, 20,2 triệu bảng. Một trong những chân sút khét tiếng nhất của lịch sử đội bóng, khoảng thời gian Torres khoác áo Liverpool, anh thực sự trở thành cơn ác mộng của mọi hàng thủ tại Premier League, nhưng lại là một tiền đạo chẳng mấy nguy hiểm khi chuyển sang Chelsea. Luis Suarez, 22,8 triệu bảng. Tính tới thời điểm này, cổ động viên Liverpool vẫn rất nhớ những màn trình diễn siêu hạng của Luis Suarez. Cùng đến Liverpool vào mùa đông năm 2011 như Andy Carroll, nhưng Suarez đã cho thấy mình ở một đẳng cấp khác hẳn. Anh ghi hàng loạt bàn thắng giúp Liverpool tiến gần tới chiếc vô địch Premier League. Nhưng định mệnh lại chẳng thể nào giúp anh vào Liverpool vô địch vào mùa giải cuối cùng anh thi đấu tại Anfield. Jorginho Wijnaldum, 23 triệu bảng. Sự góp mặt của Wijnaldum giúp tuyến giữa của Liverpool trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cựu cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Hà Lan vẫn chỉ chơi ở mức tròn vai, chứ chưa quá xuất sắc như kỳ vọng. Adam Lallana, 25 triệu bảng. The Kop đang sở hữu trong tay một trong những cầu thủ người Anh xuất sắc nhất hiện nay. Con số 25 triệu bảng mà họ đã bỏ ra để chiêu mộ Lallana từ Southampton hoàn toàn xứng đáng. Roberto Firmino, 29 triệu bảng. Một thương vụ đắt sắc ra miếng của Liverpool. Firmino kết hợp cùng với Sadio Mane, Lallana và Felipe Coutinho đã tạo nên bộ tứ tấn công cực kỳ mạnh mẽ của Liverpool. Sadio Mane, 30 triệu bảng. Mane gia nhập Liverpool vào mùa hè năm ngoái và lập tức thi đấu rất ấn tượng. Chấn thương không thể ngăn cầu thủ này ghi được đến 13 bàn thắng, qua đó giúp Liverpool giành được vé dự Champions League. Christian Benteke, 32,5 triệu bảng. Thêm một thương vụ bom tấn nhưng lại biến thành bom xịt nữa của Liverpool. Chỉ 12 tháng sau khi cập bến Anfield, Benteke đã phải khăn gói ra đi. Hiện nay, anh đang là cầu thủ thuộc biên chế Crystal Palace. Andy Carroll, 35 triệu bảng. Đây là bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử của Liverpool. Trong hai mùa giải khoác áo The Kop, Andy Carroll chỉ ghi được 11 bàn thắng và sớm cởi áo ra đi. Hiện nay, anh cũng đã thi đấu tốt hơn trở lại kể từ khi chuyển sang West Ham. Mohamed Salah, 36 triệu bảng. Mùa giải vừa qua, Mohamed Salah đã ghi được đến 19 bàn thắng, đóng góp 12 pha kiến tạo. Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Liverpool đã chi ra số tiền kỷ lục để chiêu mộ cầu thủ người Ai Cập. Tuy vậy, Salah vẫn cần phải sớm chứng minh năng lực bởi anh đã từng thất bại tại giải ngoại hạng khi còn khoác áo Chelsea. Còn điều gì thú vị về bóng đá mà bạn biết, hãy gửi về cho chúng mình qua địa chỉ bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ bóng đá nữa. Without football, my life is worth nothing. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên bóng đá.com.vn nhé.